những cái sai lầm khi mà chúng ta gặp các vấn đề về đau khớp, mà chúng ta có những cái sai lầm mà dẫn tới những cái biến chứng nguy hiểm. Thì hầu hết những cái người mà bị bệnh xương khớp ấy, họ không biết những cái điều sau đây. Thứ nhất thì cái bệnh đau xương khớp là một tình trạng rất là phổ biến ở người lớn tuổi. Và ngày hôm nay thì mình có đăng một cái bài đăng nói về cái hiện trạng đau nhức xương khớp trong thời điểm hiện tại. Thế không biết là cô chú anh chị có đọc được cái bài đăng đó không? Tuy nhiên thì thật sự thì nhìn những cái con số về cái bệnh lý xương khớp ấy, thì mình cũng cảm nhận thấy rất là đau lòng. Thì hiện tại thì chúng ta đang sống trong một cuộc sống hiện đại, bận rộn. Nhưng mà chúng ta đã bao giờ chúng ta tự hỏi là mình đã thật sự chăm sóc cho sức khỏe xương khớp của bản thân mình chưa? Nó tức là xương khớp của chúng ta nó là một cái đệm đỡ cho toàn bộ cái tình trạng cơ thể. Thì theo những báo cáo mới đây nhất này, tình trạng loãng xương thoái hóa khớp ở Việt Nam đạt đến mức báo động. 30% người trên 35 tuổi và 85% người trên 80 tuổi đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến thoái hóa khớp. Những con số này nó khiến mình không thể không suy nghĩ đến những cái bệnh nhân mình từng gặp. Và nhiều người, rất là nhiều người đến khám với những cơn đau quá nặng và không còn sức chịu đựng nổi. Thậm chí là còn có những người còn rất là trẻ. Nhưng mà khi mà mình xem cái phim đĩa đệm của họ ấy, trông nó chán lắm rồi. Đĩa đệm và cuộc sống của họ bị thoái hóa rất là nhiều. Và họ luôn thắc mắc là thế tại sao mà cơ thể mình nó lại bị như thế? Loãng xương này, thoái hóa khớp nó cứ diễn biến âm thầm lặng lẽ như vậy mà chúng ta sẽ chẳng có cái, thậm chí là rất là nhiều người sẽ chẳng có một cái triệu chứng gì cả, cho tới khi nó có những biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Và đến lúc đó người bệnh thường sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề liên quan đến gãy xương, liên quan đến suy giảm cái chức năng vận động. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái chất lượng cuộc sống và nó bị giảm sút rất là nghiêm trọng. Và hôm nay thì kể cho cô chú anh chị nghe một câu chuyện, đó là hôm trước thì có nhớ ra một cái trường hợp như thế này. Khi mà mình về quê, bà thì hơn 70 rồi, sau một cái cú ngã nhẹ trong nhà, và sau đó bà kể với mình là bà chỉ vấp ngã nhẹ thôi mà không ngờ lại bị gãy xương. Giờ bà chẳng làm được gì, ngay cả khi mà đi vệ sinh cũng cần người giúp. Đó, thì đối với những bệnh nhân như bà, một lần gãy xương có thể là khởi đầu cho những cái chuỗi ngày dài thật sự là rất là đau khổ và bất lực. Và thậm chí là khi mà chúng ta nằm lâu như vậy thì nó sẽ dẫn tới, nếu như mà người nhà không chăm sóc tử tế, không biết cách chăm sóc ấy, thì rất dễ là loét này, rất dễ là viêm phổi này, thì sau đó thì chết vì những cái biến chứng đó. Đó nên là cái câu chuyện về bệnh lý cơ xương khớp ấy, thì có hai cái mặt bệnh chính mà chúng ta cần nói ở đây, mà trong cái chuỗi hành trình mà đồng hành cùng với cô chú anh chị trong cái những cái phiên livestream như thế này, thì muốn chia sẻ với cô chú anh chị là về hai cái bệnh này là chính. Bởi vì thật sự thì nó là những cái tỷ lệ rất là đáng báo động tại Việt Nam và ngày càng có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Thế thì một số những cái điều quan trọng trong cái buổi livestream ngày hôm nay muốn cô chú anh chị chúng ta nắm được, đó là những cái sai lầm dẫn đến cái tình trạng đau khớp nó trở nặng lên, và thậm chí là chúng ta có những cái điều trị sai cách để cho khiến bệnh càng trở nên nghiêm trọng. Thì cái sai lầm đầu tiên ấy mà bác sĩ Dung nghĩ rằng là cô chú anh chị thường xuyên gặp phải, không biết là có đúng không, nhưng mà cái này là rất là hay gặp. Giống như là hôm trước mẹ của mình ấy, mẹ của mình thì sau một thời gian đi bộ thì tự nhiên cảm thấy là bị đau ở cái vùng khớp háng này, đau ở vùng khớp háng, và nói rằng là do cái việc đi bộ nhiều như vậy nên bị đau khớp háng. Thì mình cũng cho đi khám, cho đi khám thì bà là cái nội tiết của bà rất là kém và bà bị giảm mật độ xương, chưa phải là loãng xương nhưng mà đã bị bắt đầu giảm mật độ xương rồi. Vì cái nội tiết ở bà bị mất kinh rất là sớm, và cái này di truyền nhé, khả năng là sau này mình cũng bị mãn kinh sớm như vậy. Tức là cái tình trạng bị mất kinh của bà nó đã diễn ra cách đây nhiều năm rồi và bị mất kinh từ rất là sớm. Thế thì nó dẫn tới cái tình trạng là khi mà cái nội tiết tố của người phụ nữ nó suy giảm ấy, nó không hấp thu được canxi và nó không đưa canxi được vào xương, bởi vì cái estrogen nó rất là quan trọng. Sau đó thì hiện tại thì đang bị giảm mật độ xương. Nhưng mà bà cứ nghĩ là do bà vận động nhiều nó gây ra cái tình trạng như vậy, thì cái điều này nó không phải là đúng. Bởi vì cái hệ xương khớp của chúng ta nó được nuôi dưỡng với chế thẩm thấu. Thế nên cái cây mà muốn được tưới nước thì xương khớp của chúng ta cũng cần vận động. Nhưng vận động đúng cách. Nếu như chúng ta vận động sai tư thế
hoặc là không phù hợp với cái tình trạng bệnh. Ví dụ như là người bị thoái hóa khớp mà chúng ta vẫn cố tình kiên trì chúng ta chạy bộ một cách mạnh mẽ thì lúc này nó sẽ là nguy hiểm cho cái khớp gối của chúng ta. Rồi những cái người mà bị thoát vị đĩa đệm mà chúng ta chạy bộ nó cũng sẽ là không tốt. Vậy nên là lựa chọn bộ môn thể thao đúng này, vận động đúng cách này, sửa tư thế nó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà rất nhiều người bỏ qua cái điều này và chúng ta không có hề để tâm đến nó. Nên là tại sao mà mình có một cái chuỗi các cái video hướng dẫn sửa tư thế đấy, từ tư thế đứng, tư thế nằm, tư thế ngồi. Nên là không có gì mà mình không làm được cả. Mình sẽ dành thời gian 30 phút một ngày để mình tập thôi là cái xương khớp của mình nó cũng tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì cái việc mà vận động sai cách và việc thứ hai là việc lười vận động nó cũng rất là ảnh hưởng. Thì giống như kiểu là chúng ta không vận động thì cái cây nó không được tưới nước, thì cái xương khớp của chúng ta nó cũng như vậy. Nó không được tưới nước thì dẫn tới là nó sẽ yếu, đúng không cô chú anh chị? Thế nên là cái việc lười vận động hoặc vận động sai cách là hai cái nguyên nhân cốt lõi gây ra cái tình trạng bệnh xương khớp của chúng ta. Và nó cũng làm khiến cho cái bệnh xương khớp càng ngày càng nặng lên. Một là chúng ta cứ thấy đau là chúng ta ngưng cái việc tập luyện lại. Thì không phải, nếu như có thấy đau thì chúng ta cũng vẫn phải tập nhẹ nhàng, kể cả bệnh nhân bị tiền đình nhá. Dạo này thì rất là nhiều người tiền đình than phiền với mình á. Thế nhưng mà mình mới chia sẻ cô chú anh chị này, bệnh nhân tiền đình mà vào mình điều trị này là mình bắt tập từ ngày đầu tiên. Càng tập sớm hệ tiền đình càng phục hồi sớm. Ban đầu thì nếu cô chú anh chị bị chóng mặt thì chúng ta sẽ tập mắt trước. Ví dụ chúng ta đưa mắt sang hai bên trước, đưa mắt lên trên xuống dưới trước, tức là tập cái sự thay đổi của nhãn cầu. Sau đó thì mình sẽ cho tập các cái động tác mà nghiêng sang hai bên như thế này. Và sau đó thì mình yêu cầu ngồi dậy. Tức là tùy theo tiến triển của bệnh nhân nhá, nhưng mà mình sẽ cho tập rất là sớm. Kể cả bệnh khớp cũng thế. Nếu như trong giai đoạn là đang đau khớp, đang cứng khớp thì lại càng phải tập. Còn nếu chúng ta càng không tập ấy, thì khớp của chúng ta nó càng chậm đỡ. Đương nhiên là nếu mà tập mạnh quá trong cái giai đoạn sưng đau thì chúng ta nên nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta vẫn nên là đi lại loanh quanh, chúng ta vẫn nên vận động nhẹ nhàng xung quanh, chứ không phải là chúng ta ngồi một chỗ đâu. Thì cái điều này là mình nghĩ rằng là sẽ rất là nhiều người mà chúng ta suy nghĩ như vậy và chúng ta sẽ không tập luyện. Thì cái điều này cũng là một cái vấn đề mà mọi người hay gặp phải. Cái điều thứ hai mà mình muốn nhấn mạnh đây là mọi người có những cái cô chú anh chị, đặc biệt là ở dưới quê ấy, thì chúng ta cứ nghe người này người kia, rồi chúng ta chưa có nhiều những cái kiến thức để về sức khỏe chẳng hạn, để chúng ta tự ý dùng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ. Nói câu chuyện tự ý dùng thuốc thì bản thân nhà mình này, ông của mình là cũng không nói được, cứ động ho một tí là ra ngoài là mua kháng sinh. Nó từ ngày mà mình mang mấy chục cái hộp thuốc ho vào thì hết rồi. Cái thuốc siro kinh giới ấy, cái thảo mộc ấy, thảo mộc SV ấy, thì cái đấy là mình cảm thấy rất là hiệu quả, mình mang về lành tính nữa. Chứ còn ngày xưa mà ông cứ động ho ấy, chẳng biết ho là do đâu, thậm chí là chỉ đơn thuần là ho khan do kích ứng thôi cũng đi mua kháng sinh. Hoặc là cứ hơi bị đau nhức khớp là ra ngoài hiệu thuốc là mua thuốc khớp, không biết nó là thuốc gì cả. Thì thuốc khớp nó có rất là nhiều loại, ngày hôm qua mình đã giải thích từng loại một đúng không ạ? Cô chú anh chị ngày hôm qua có thể nghe đến là Meloxicam này, hay còn biệt dược của nó là Mobic, và Acoxia là hai cái loại chống viêm tuyệt vời nhất trong thời điểm hiện tại. Và Acoxia là một cái loại chống viêm mà mình rất hay kê. Nó hơi đắt hơn Mobic một chút, nhưng mà cái tác dụng phụ đến hệ dạ dày của nó giảm bớt đi. Thì cái Acoxia nhá, nhưng mà chúng ta phải tuân thủ đúng cái liều đó. Đối với tùy từng tình trạng bệnh nhân mà mình sẽ kê những cái liều khác nhau. Nhưng đối với Acoxia mà bệnh nhân đau ở mức độ trung bình, chúng ta chỉ cần dùng từ liều đến 60-90mg thôi, không cần phải dùng quá nhiều. Thì đấy là những cái nhóm thuốc chống viêm mà nó phổ biến. Khi mà bác sĩ xương khớp kê đơn thì bác sĩ xương khớp sẽ bao giờ cũng sẽ kê là thuốc chống viêm này, thuốc giãn cơ và thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Bởi vì hầu hết các cái nhóm xương khớp nó đều ảnh hưởng đến dạ dày. Nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của chúng ta theo hai cái cơ chế. Một là tổn thương trực tiếp, tức là chúng ta uống vào nó gây tổn thương trực tiếp tại cái chỗ mà nó tiếp xúc với cái niêm mạc dạ dày. Cái thứ hai là nó giảm nuôi dưỡng tưới máu niêm mạc dạ dày. Nên là cái đáng ra nếu mà theo cơ chế thì các cái thuốc mà tăng cường nuôi dưỡng dạ dày sẽ nên được kê trong cái trường hợp này. Thì đó là cái việc đầu tiên, là chúng ta lạm dụng những cái nhóm thuốc và chúng ta không biết nó là thuốc gì cả. Và một số cô chú anh chị ấy thì nhầm lẫn các cái nhóm chống viêm và dùng corticoid một cách bừa bãi. Corticoid nó là thần dược cô chú anh chị ạ, nó là thần dược luôn. Khi mà cô chú anh chị chỉ cần uống một viên corticoid vào ngày hôm đấy có thể là rất là đỡ luôn ấy.
Tức là nó rất là đỡ đau, mà cô chú anh chị có thể là gần như là mình cảm thấy mình là người bình thường luôn. Mặc dù buổi sáng nha, đang đau như thế, nhưng mà uống 1-2 viên corticoid vào là đến trưa là có khi là cái đau đớn đây nó đã giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà ấy, khi mà dùng corticoid, đặc biệt là những cô chú anh chị mà không biết mà cứ sử dụng kéo dài, thì nó gây ra vô vàn những tác dụng phụ. Tác dụng phụ đầu tiên là lên đường tiêu hóa đã. Tác dụng thứ hai là nó tích nước, nó giữ nước, nó gây ra phù, nó gây ra tăng huyết áp. Nó là, đặc biệt là khi sử dụng kéo dài, nó gây ra tình trạng suy yếu hệ xương, gây ra loãng xương và tăng nguy cơ gây gãy xương. Thì là những cái tác dụng phụ mà khi mà chúng ta dùng corticoid. Nên là chúng ta phải rất là rõ, và đặc biệt ngày xưa ấy, bây giờ thì đỡ rồi. Ngày xưa là hay trộn những cái bột ấy. Corticoid người ta nghiền ra thành bột, xong người ta trộn vào những cái loại vị thuốc nam mà được nghiền ra những cái loại bột như thế ấy. Thì chúng ta nên sử dụng các cái loại thuốc có nguồn gốc và nên theo chỉ định của bác sĩ. Kể cả cái việc tiêm khớp thì cũng nên theo chỉ định của bác sĩ, chứ chúng ta không phải là cứ hơi đau một tí là chúng ta đi tiêm. Mà nhá, các bác sĩ có chứng chỉ tiêm khớp mới được tiêm, chứ không phải là ai cũng được tiêm đâu nhá cô chú anh chị nhá. Thứ ba nữa, đó là chúng ta thường bỏ phác đồ điều trị. Ví dụ như thế này, trong cái phác đồ điều trị bằng glucosamine, trong cái liệu trình chuyên sâu của mình hay điều trị cho rất nhiều cô chú anh chị á, thì trong cái liệu trình đó là mình sẽ kê glucosamine là 6 tháng. Nhưng nhiều cô chú anh chị là chỉ uống 3 tháng thôi và bỏ 3 tháng, thì lúc này cái glucosamine nó không có đạt đỉnh được. Tức là glucosamine nó phải đạt đỉnh thì nó mới tái tạo sụn khớp và tăng chất nhờn cho sụn khớp. Thế nhưng mà rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta chỉ dùng 3 tháng thôi. Nhưng đối với glucosamine thì chúng ta nên dùng 6 tháng, 3 tháng tấn công và 3 tháng duy trì. 3 tháng tấn công thì mình sẽ kết hợp thêm với những cái thành phần khác như là diacerin, như là dầu nhuyễn thể đó, để chúng ta ổn định cái khớp đi, giảm bớt cái tình trạng viêm đi, và 3 tháng sau thì chúng ta duy trì cái tình trạng đó. Và trong cái giai đoạn glucosamine đạt đỉnh, nó sẽ đạt những cái hiệu quả tốt cho cơ thể. 1 năm thì chúng ta nên uống 6 tháng glucosamine, sau đó thì chúng ta nghỉ 1-2 tháng và sau đó chúng ta lại có thể uống trở lại. Thì đấy là cái phác đồ mà sử dụng glucosamine. Còn đâu đối với phác đồ các cái thuốc chống viêm thì thông thường là bác sĩ chỉ kê khoảng 10 ngày thôi. 7 đến 10 ngày là tối đa, là full option cho các loại thuốc chống viêm rồi. Đối với corticoid thì nên dùng chỉ dưới 7 ngày, sau 7 ngày là phải cắt đi. Còn nếu mà chúng ta dùng quá 7 ngày thì chúng ta phải tuân thủ cái việc giảm liều từ từ. Còn đối với chống viêm, bác sĩ chỉ kê 7 đến 10 ngày thôi. Nếu cô chú anh chị mà chúng ta uống dài quá, nó rất là hại, hại gan, hại thận, hại dạ dày. Đấy là cái sai lầm thứ ba. Sai lầm thứ tư là trong cái chế độ ăn của chúng ta hôm trước thì bác sĩ cũng có nói đúng không ạ? Quá nhiều muối, quá nhiều dầu mỡ, đặc biệt là omega 6, nó gây nên cái tình trạng viêm, khiến cho bệnh của chúng ta nó không có thuyên giảm được. Cứ càng ăn nhiều dầu mỡ hoặc là bệnh gút mà chúng ta ăn quá nhiều cái acid uric, nó cũng nguy hiểm đúng không nào. Thế nên là một cái chế độ ăn uống nó cũng rất là quan trọng. Và đặc biệt là những người mà bị giảm mật độ xương, ví dụ như mẹ của mình chẳng hạn, thì trong chế độ ăn cần bổ sung thêm vitamin D và canxi. D3 và canxi, D3 từ ánh sáng mặt trời hoặc từ các loại thực phẩm bổ sung, canxi nữa. Đó. Và những cái người mà béo phì thừa cân thì chúng ta cũng nên kiểm soát cái lượng cân nặng của mình, bởi vì béo phì thừa cân chính là nguyên nhân gây ra cái tình trạng bệnh khớp của chúng ta nó không thể cải thiện được đâu. Và một cái nữa đó là theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người mà bị loãng xương ấy. Thoái hóa khớp thì mình không nói, nhưng mà loãng xương thì mọi người không nên chủ quan. Có những người là chỉ uống canxi một đợt thôi, không được. Có những đối với bệnh loãng xương là chúng ta uống canxi cả năm luôn ấy. Người bình thường giảm mật độ xương thì chúng ta uống theo phác đồ. Nhưng mà đối với người loãng xương là chúng ta phải dùng các nhóm thuốc chống hủy xương và chúng ta uống cả năm trời luôn. Còn nếu chúng ta không uống thì cái nguy cơ tiếp tục giảm mật độ xương và loãng xương nó rất là mạnh mẽ. Và chúng ta nên lựa chọn những cái loại thực phẩm bổ sung mà nó rõ nguồn gốc, rõ xuất xứ và nên được bác sĩ tư vấn thì nó sẽ có đạt cái hiệu quả nó tối ưu hơn. Và một cái sai lầm nữa đó là chỉ tập trung điều trị triệu chứng mà chúng ta không quan tâm đến cái gốc rễ của nó. Thế một số người chỉ quan tâm đến cái việc là bác ơi tôi uống cái gì, bác ơi tôi bị đau như này tôi uống cái gì, mà không tìm hiểu là cái nguyên nhân của nó bị làm sao dẫn đến cái việc mà chúng ta điều trị nó không thể dứt điểm được và khiến bệnh tái phát liên tục. Và khi vậy thì chúng ta sẽ tăng cái nguy cơ mà khiến chúng ta phải phẫu thuật các bệnh khớp như vậy. Thế nên là cô chú anh chị lưu ý cho bác sĩ Dung là bất kỳ cái bệnh nào nó cũng có nguyên nhân. Thoái hóa khớp ấy, nó nguyên nhân đến 80% nó là do cái tư thế sinh hoạt của chúng ta. Ví dụ đơn giản, chúng ta ngồi xổm nhiều, thoái hóa khớp gối ngay. Chúng ta ngồi lâu một chỗ và hay còng lưng,
thoái hóa cột sống thắt lưng. Chúng ta ngồi chúng ta hay cúi đầu quá nhiều, thoái hóa cột sống cổ. Chúng ta hay ngồi vắt chân, thoái hóa khớp gối. Đó. Và nếu mà chúng ta cứ ngồi duy trì như thế này, ngồi mãi như thế này và chúng ta không có di chuyển trong một thời gian thì nó sẽ gây ra tình trạng thiếu nuôi dưỡng ở cái vùng cột sống lưng. Đó, ban đầu nha, kể cả cổ của chúng ta cũng thế. Có những cái lúc mà chúng ta nằm sai tư thế nó bị đau cổ vào buổi sáng thức dậy ấy. Chúng ta không thể vận động được cổ. Cái này nha, có những cái buổi sáng ngủ dậy mà sai tư thế ấy, là bị không quay nổi cổ ngay. Thì lúc đó thì chúng ta cần có những cái biện pháp giãn cơ ra. Ngày hôm qua thì bác sĩ Dung đã hướng dẫn cô chú anh chị những cái biện pháp giãn cơ mà nó phổ biến, đúng không ạ? Đầu tiên đó là chúng ta có thể dùng nhiệt để giãn cơ ra. Chứ bây giờ cơ mà nó cứ co ấy, cái cơ nó co nó giống như nó bó chặt cái khớp của chúng ta lại, và gần như cái cột sống, cái xương của chúng ta nó không có được nuôi dưỡng một tí nào cả. Thì cô chú anh chị hình dung mà xem, liệu rằng là nó có dễ bị thoái hóa và trầm trọng hơn cái tình trạng đó không ạ? Thế nên là cái việc giãn cơ là một cái việc rất là quan trọng đối với một số cô chú anh chị mà mới chớm đau. Thì chúng ta lưu ý cho bác sĩ dùng cái việc giãn cơ này. Ban đầu ấy, đau nó chỉ là do yếu tố cơ học thôi, còn sau này nó là do thoái hóa, là do gai xương, là do những cái tổn thương viêm khác. Nên là ngay từ đầu mà mình bị ấy, là mình lưu ý cho bác sĩ Dung là giãn cơ ra. Giãn cơ thì nó có mấy cái. Thứ nhất là chúng ta sử dụng nhiệt. Ví dụ ngâm tắm bồn, ngâm ở trong bồn nước ấm này. Chúng ta dùng cái vòi hoa sen, chúng ta xì thẳng vào cái vùng cổ của chúng ta nước nóng ấy. Hoặc là chúng ta lấy cái gì đó ấm nóng chúng ta chườm, thì cái tác dụng của nhiệt nó cũng rất là tốt. Hoặc là bác sĩ Dung thì hay dùng cái gối chườm như thế này, cho vào lò vi sóng quay, thì nó vừa có tác dụng của tinh dầu ngải, vừa có tác dụng của nhiệt độ. Mình chườm vào rất là dễ ngủ, giãn cơ rất là tốt. Thì đấy là cái gối chườm bằng thảo dược như thế này. Có lúc nào mọi người bị ho, bị cảm ấy, đặt lên cổ họng này cũng rất là dễ chịu. Hoặc là đặt lên mũi, miệng, trong trường hợp mà bị cảm, bị xoang ấy. Thì đấy là những cái gối thảo dược như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái tinh dầu để chúng ta xoa bóp và massage. Cái biện pháp này giãn cơ cũng rất là tốt. Cái này là theo y học cổ truyền đấy. Thì hôm sau, khả năng là đến thứ bảy tuần này, thì mình sẽ mời bác sĩ Giang, là một bác sĩ về y học cổ truyền, thì sẽ hướng dẫn cô chú anh chị massage và bấm huyệt để giãn cơ cho nó có hiệu quả nha cô chú anh chị nha. Hôm trước thì bác sĩ Giang đã hướng dẫn ở lòng bàn tay và ở khớp gối rồi, đúng không? Còn một vài các cái điểm khác thì để thứ bảy thì sẽ mời bác sĩ Giang hướng dẫn cho cô chú anh chị. Thì mọi người nhớ buổi livestream vào thứ bảy nhá. Đó, thì ví dụ như là một cái xịt dưỡng khớp như thế này, hoặc là chúng ta sử dụng những cái dạng tinh dầu cũng được. Cái xịt này thì nó lành tính rồi, nó là ngải cứu và thiên kiện các cái vị. Thì chúng ta xịt vào những cái vùng chúng ta bị đau. Ví dụ vùng cổ chúng ta bị đau chúng ta xịt vào, hoặc là vùng tay chúng ta bị đau thì chúng ta cũng xịt vào. Sau đó chúng ta massage. Đó. Kể cả lòng bàn tay cũng như thế, chúng ta massage. Chúng ta massage từ gốc đến ngọn, và như vậy thì chúng ta giảm bớt được cái đau khớp và giảm bớt được cái tê bì tay. Thì đấy là những cái biện pháp giãn cơ, giảm tê bì đi. Chúng ta bị tê như thế này mà chúng ta giãn cơ này nó cũng rất là đỡ. Đó, thì đấy là cái biện pháp giãn cơ, là một cái biện pháp rất là quan trọng cho cô chú anh chị mà có thể giảm đau bớt đi. Còn loãng xương ấy, đấy là thoái hóa khớp, thì 80% nó liên quan đến yếu tố cơ học nha cô chú anh chị nha. Thì cái việc giảm cân, giãn cơ là biện pháp quan trọng nhất và là điều trị gốc. Còn nó không phải là cái gì uống đâu. Ngay giai đoạn đầu mà chưa có tổn thương thoái hóa thì chúng ta chỉ cần nhớ cái đó thôi. Và hãy chia sẻ những cái điều này tới những người trẻ. Bởi vì người trẻ là chúng ta chủ quan lắm. Chúng ta không có quan tâm gì đến sức khỏe cả. Và chúng ta thấy rằng là sau đấy thì chúng ta lại khỏe lại. Và chúng ta vẫn để cái cơ nó co cứng như vậy. Có những hôm mà mình khám bệnh nhân còn rất là trẻ, nhưng mà cơ ở cái vùng này nó co cứng mà sờ vào nó gồ lên. Nó co khủng khiếp luôn đấy. Và sờ vào cái cơ ở đây nó cứ cứng đơ ra. Làm sao mà bệnh nhân không đau được. Nhưng mà cứ kệ nó thôi, sờ vào đâu cũng thấy cứng. Lúc này các cái cơ của bệnh nhân đó nó đã bị co quá rồi, còn trẻ đã bị thoái hóa khớp rất là nặng. Nên là cái việc mà cơ co ấy, nó ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng. Và chúng ta phải hết sức cẩn trọng với cái vấn đề này nhá. Nó không phải là cái gì ấy đâu, cao siêu ở trên trời đâu. Mà cái việc giãn cơ đúng cách ấy, nó đã giúp chúng ta giảm đau đến 50% rồi. Thật luôn. Mà chúng ta không cần phải uống các cái nhóm giãn cơ, mà cái việc giãn cơ đúng cách nó rất là quan trọng.